Mít cột đỏ sơ vàng gốc to, gốc VIP nuôi bầu lỡ nha. Hôm nay bên trung tâm cây giống có xuất hàng cho chủ đầu tư nè, ở Tây Ninh ha. Anh trồng dặm lại, tại anh trồng số lượng nhiều, và trước anh trồng là mấy ngàn cây á, hôm nay có hao thì hôm nay bên trung tâm cây giống sản xuất cho anh trồng dặm vườn lại nha. Thì bên Ly ngoài cung cấp cây giống nhỏ ra nè, thì có cung cấp luôn cái dạng cây trôi trôi lỡ lỡ, giống như quý bà con chúng ta mà trồng tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng đi, thì cái cây của mình nhầm thi cũng có hao một chút xíu, thì Ly có dạng cái cây để cho quý bà con chúng ta dặm vườn, hoặc là mình cũng có thể là phát triển để trồng kinh tế. Đối với cái cây mà nuôi bầu lỡ giống như thế này thì quý bà con chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng vài tháng trồng nha. Mà bên Ly còn nuôi cao hơn nữa, chứ không phải giống như thế này đâu. Nếu như những cái cây mà nuôi cao hơn nữa thì quý bà con chúng ta tiết kiệm tầm khoảng là 3 đến 4 tháng, còn những cái cây giống như thế này thì mình tiết kiệm khoảng 2 tháng trồng. Và đặc biệt là mình trồng rất là khỏe, tại vì bên Ly lựa những cái cây gốc VIP, gốc VIP gốc to giống như thế này nè, thì bên Ly mới nuôi bầu lỡ nha bà con. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy không, những cây to, những cái cây lớn giống như thế này ha. Tàn ở trên thì nó xoay ra hết giống như thế này rồi. Số lượng thì cũng có hạn thôi, thì bên Ly nuôi hết cái đợt này thì sẽ nuôi tới cái đợt tiếp theo. Nếu anh chị này chúng ta mà muốn trồng những cái cây to cây lỡ thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha, để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Những cái cây mà nuôi giống như thế này là bên Ly nuôi khoảng 2 tháng rưỡi hết rồi nè. Cây phân chi phân tàn, đặc tính của cây mít cục đỏ sơ vàng là cây giống dễ trồng, trồng kinh tế hiện tại rất là cao, giá thực tại vườn có lúc là lên tới là 105.000 trên 1 kg, thậm chí là 110.000 trên 1 kg, và giá trung bình lúc rẻ nhất thì là 25.000 trên 1 kg nha. Nhưng mà hôm nay bên trung tâm cây giống đến tại vườn thu là 49.000 trên 1 kg, có hàng 8 kg ăn lên là loại 1 nha bà con. Đó, nguyên một lô cây luôn nè. Nuôi là lựa những cái cây to, những cái cây lớn nha, những cái cây VIP thiệt là VIP là bên Ly mới nuôi. Cây này là cao khoảng 1,5 m luôn rồi nè. Đó, quý bà con chúng ta thấy không ạ, cao khoảng 1,5 m luôn. Đó, ngoài sau cũng đang nuôi cái lô đó thì nó sẽ ít ngày hơn bên đây ha, thì nói chuyện với nhau vậy đó. Nếu anh chị này chúng ta thích trồng cây to cây nhỏ gì thì bên Ly cũng có cung cấp hết luôn ha. Thì ngoài cái cây mít ra thì bên Ly cũng có làm sầu riêng nữa nè, sầu riêng lỡ nha bà con. Sầu riêng thì bên Ly có làm sầu riêng Black Thorn, cây này là cây sầu riêng Black Thorn, cây này cao khoảng 1,8 m. Phân chi phân tạng rất là đẹp nha bà con. Đây, sầu riêng Black nè, nguyên lô luôn, tàn tán nè, quý bà con chúng ta thấy không. Những cái cây giống mà sầu riêng mà bên Ly nuôi lỡ như thế này thì quý bà con chúng ta trồng khoảng tiết kiệm khoảng là 1 năm trồng nha bà con. Mình tiết kiệm khoảng 1 năm mới nuôi được cái cây giống mà cái cây nó cao, nó to, nó lớn như thế này. Đơn này đi về Tây Ninh cho anh An là chủ đầu tư ha. 100 mấy chục cây thôi nhưng mà cũng đầy xe, tại vì cái bầu nó to lắm. Tại vì bên Ly nuôi trong cái bầu lỡ như thế này á, thì mình để lâu, nhưng khi bên Ly nuôi làm thành cái cây lớn luôn nha bà con. Giống như là bên Ly nuôi khoảng 1 năm đi, 1 năm là cái cây của mình nó to, nó lớn lắm. Còn đây là bản nhận dạng của bên trung tâm cây giống nè, chuyên nha, chuyên cung cấp cũng như là sản xuất về cây giống mít cục đỏ sơ vàng, và đặc biệt có thu mua lại trái mít cục đỏ sơ vàng tại vườn luôn, mua hàng xuất khẩu giá cao nha. Có hỗ trợ kỹ thuật làm trái tại vườn luôn. Nếu anh chị là chúng ta cần mua giống nè, hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật làm trái, hoặc là có trái cần bán thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống nha, theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha, 0345679887 hoặc là 0777403339 ha. Hai số điện thoại trên đều có xài Zalo nha. Thì sẽ mời quý bà con chúng ta cùng đi tham quan một vòng tại trung tâm cây giống nha. Cái lô này là gốc từ hai phân ăn lên nè, dạng cây giống của bên trung tâm cây giống nè. Nó gốc từ hai phân ăn lên là cây nó sẽ giống như thế này ha bà con. Trên thị trường cũng có rất là nhiều loại mít cục đỏ nha, chỉ có một loại mít cục đỏ sơ vàng là đang được xuất khẩu giá cao. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta muốn trồng kinh tế nè, cây giống dễ trồng và nhanh cho trái nữa thì chúng ta có thể là đến với cây mít cục đỏ sơ vàng nha bà con. Top 1 loại cây giống mà đang được trồng kinh tế hiện nay rất là cao nha bà con. Đó, đây là lô gốc từ 2 phân ăn lên. Còn bên đây là gốc từ 1/3 tới 1/5 nè. Gốc từ 1/3 tới 1/5 là cây nó sẽ giống như thế này ha. Cây rất là đẹp đây nha bà con. Hàng nuôi dưỡng hết rồi. Cây được 3-4 cặp lá hết rồi nha bà con. Vừa trồng luôn à. Nguyên một lô cây luôn ha. Bên Ly cũng đang ghép số lượng là khoảng 30.000 cây nữa nha. Cái đơn này thì Ly để đây cho cô chú anh chị này chúng ta đến để mình mua giống, mình có thể là lựa chọn nha. Còn cái lô sau thì Ly sẽ làm cho cái mùa sau ha. Quay lại cái cây mít cục đỏ đi. Đó, mít cục đỏ này mấy bạn đang lựa những cái tược đọt cao, những cái tược đọt lớn nhất thì bên Ly sẽ đi giao cho chủ đầu tư trồng trước nha. Còn cũng nhiều lắm nha, anh chị này chúng ta thích trồng dặm vườn thì cứ việc alo ha. Cái bo nè, quay sát cho quý bà con chúng ta cùng xem, nuôi cái bo nó to như thế này rồi nè. Cái cây này cái mối ghép nó gần liền với nhau luôn nè, to hơn cái ngón út của Ly luôn. Cái này là cỡ cái ngón giữa luôn nè, nó cỡ cái ngón giữa luôn cái cây này nè ha. Đó, thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về lô mít cục đỏ sơ vàng
dạng cây to, cây lỡ, cây VIP nha, hàng nuôi chậu nha. Số lượng có hạn nha, anh chị nào chúng ta quan tâm cần liên hệ mua giống thì gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Mình là Ly, đến từ trung tâm cây giống Tiền Giang nha. Địa chỉ thì được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.